Thưa quý vị, như một quy luật tự nhiên và lặng lẽ đi vào nhịp sống của người dân quê miền sông nước, cứ hễ trải qua mùa khô hạn khốc liệt thì sẽ đến mùa nước nổi ở miền Tây. Từ lâu đã trở thành mùa thương nhớ đi vào tâm trí của người dân. Trong đó phải kể đến nhiều loài đặc sản hiếm thấy, khó tìm, đặc trưng của vùng đất nơi đây. Và trong chuyên mục miền Tây kỳ thú ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị cùng khám phá những cánh đồng ngập nước mênh mông, nơi mà cây năng bột đâm chồi vươn lên tìm sự sống, giúp cho nhiều gia đình vươn lên và có cuộc sống ổn định hơn. Hồi xưa, năng mọc hoang như cỏ dại ở vùng trũng ngập nước mà người dân quê hay gọi là lung năng. Dần dà, loại cây này trở thành món ăn bà con miền Tây ưa dùng hoặc đại khách phương xa. Lên đời từ đó, năng được khai thác rồi trồng trên đất ruộng. So với các tỉnh miền Tây, nơi trồng nhiều và ăn năng, sành điệu phải kể đến Bạc Liêu, Sóc Trăng. Vài tháng sau khi chuyển mấy công đất lúa sang trồng năng, gia đình ông Lê Minh Thi phấn khởi hơn. Theo ông, nghề trồng năng khá dễ vì loại cây này phù hợp với điều kiện vùng đất trũng phèn, sinh trưởng mạnh vào mùa mưa. Ông dưỡng năng độ vài tháng rồi rải phân là có thể khai thác hàng ngày từ tháng 5 cho tới tận Tết Nguyên Đán. Năng thành phẩm được phân loại, cắt đúng kích thước khoảng 30cm, rửa sạch, cột lại thành từng bó. Mỗi ngày thu hoạch chừng 100 kg, bán cho thương lái với giá 5.500 đồng một ký. Nếu so với lúa, giá trị kinh tế của năng hiện cao gấp 2 đến 3 lần. Trồng ruộng lúa xưa làm sao, làm lúa sao? Thì làm lúa thấy không có lại bằng năng. Năng thấy vậy chứ ngày nào mình cũng được 200 hết mà hàng trận công nhà. Hồi xưa làm lúa bị thất với lại không có tiền sao kể nghe. Thì cũng thất không thất, mà cái vụ nước này thất, còn cái vụ đông xuân thì trúng á. Vụ nước này thất. Còn chuyển sang làm năng luôn. À, cũng còn lúa nữa mà sang làm năng thấy 4-5 tháng mình mới phá. Phá trồng lại gần 2 tháng ngoài nhổ nữa rồi. Như chú so sánh với làm lúa với làm năng á, nó có tiền nhiều hơn. Năng nhiều hơn. Năng nhiều hơn, thế vậy chứ gần công năng chứ cỡ 2-3 công ruộng mình á. Ta trồng cũng lâu lắm rồi đó, còn tôi thấy vậy rồi thôi, tôi có ít đất rồi thôi trồng đại. Thấy cũng còn ít đất rồi gần đây rồi. Bằng ruộng thì nó cũng không có lời được nhiều á. Thấy người ta trồng năng rồi thấy cũng được rồi thôi trồng. Thống kê chưa đầy đủ, thị xã Ngã Năm có hơn 100 hectare trồng năng. Loại cây này trở thành cứu cánh cho nhiều hộ gia đình không có nhiều đất và nhiều vốn. Chỉ cần trồng vài công năng, nông dân đã bỏ túi ít nhất vài trăm ngàn đồng mỗi ngày khi vào vụ thu hoạch. Thêm nữa, bà con cũng có thể tận dụng thả cá nuôi trong ruộng năng để tăng thêm thu nhập. Sống nhờ cây năng, anh Nguyễn Văn Thiệt vô cùng tự hào vì loại cây đặc sản quê nhà. Loại rau đồng được dùng để làm dưa, để ăn kèm với cá kho, lẩu mắm hoặc nấu canh cá, canh cua đồng. Do không kén người ăn và ăn hoài cũng không thấy ngán, nên nó cũng có mặt tại các quán ăn, kể cả nhà hàng sang trọng. Năng này trong thì cũng như cái món ở miền Tây á, ở dân dã đồng quê nó cũng như nhiều người ta ưa chuộng lắm. Nó với bà cái lá hẹ nó cũng ngon lắm mà thay ra thực ra số ăn bán năng nhiều. Ăn nó đúng là ăn là bấm khâu á là mấy ngày bài nó. Người dân thị xã Ngã Năm luôn mong muốn cây năng sẽ được nhiều người biết đến, trở thành sản phẩm bán chạy tại các thành phố lớn. Do năng thu hoạch xong phải tiêu thụ trong ngày nên nhiều người đã nghiên cứu ý tưởng cấp đông năng bột để chào bán ở các tỉnh thành xa hoặc xuất khẩu. Mùa mưa về, trên những cánh đồng năng, bọn trẻ con cứ nhổ lấy, nhổ để rồi ngồi bóc ăn ngon lành. Còn với nông dân, món năng quê dường như cũng mang nặng cái tình, dân dã và quyến rũ đến lạ. Để rồi mỗi khi vào mùa, khách phương xa lại ý ới rủ nhau về miền Tây ăn năng. Cơm có ai quay em đâu.